Vâng, xin chào các bác đến với kênh Những Chiếc Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu địa hình mountain bike. Bên em mới về đến từ thương hiệu Pháp. Model của xe là model Chopic Marine nhất. Thì cách đây vài hôm em mới về một chiếc Chopic hiệu Pháp, cũng là mẫu địa hình model của xe là Marine nhất. Thì lần này em về với một chiếc cái tông màu ghi vàng đó nhá, rất nổi bật trên khu vực đó đây. Được trang bị với mayo cối lổ rất là đanh nhá. Và bây giờ xin vào tổng thể chiếc xe. Vâng, trên khung hình đó, đây là cái mẫu dòng Chopic để thương hiệu Pháp. Và cái model này em về là model Chopic Marine nhất. Thì cách đây vài hôm em mới về một chiếc Chopic Marine nhất. Thì nay em về thêm chiếc nữa để phục vụ cho các bác tôi thích cái dòng xe thương hiệu từ thương hiệu Pháp. Mẫu thương hiệu Chopic này thì bên em đã về review rất nhiều video trong vừa qua, nhất là những cái dòng xe road bike, dòng xe đua, đặc biệt là những dòng xe Chopic Milan, một trong những dòng xe đua cao cấp của mình rất là cao. Lần này em về một chiếc dòng xe địa hình Chopic Marine nhé. Với cái tông màu lần này em về rất là đẹp nhé, tông màu ghi vàng rất nổi bật, mang cho bác cái tông màu rất sport thể thao. Chopic đến thương hiệu Pháp, và model của xe là model Marine nhé. Xe làm từ hợp kim khung nhôm. Em sẽ đi qua lớp sơn của xe. Có cái tông màu ghi nhá, tông màu ghi vàng rất nổi bật. Và xe trong quá trình sử dụng là xe đã qua sử dụng rồi, nhưng mà xe với cái tông màu nước sơn còn rất đẹp nhá. Đây có một vài vết xước lông mèo thôi, rất là mờ. Các bạn nhìn kỹ này. Xước lông mèo, xước là xước nhỏ, không nhìn rõ đâu nhá. Vì qua quá trình sử dụng rồi xe không phải đánh khỏi, nhưng mà tổng thể xe cũng rất đẹp. Lớp sơn zin theo xe. Đây là xe chính hãng của Chopic 3.com. Tem vàng và đỏ trượt vững vào trên khung xe. Khung nhôm. Đây lớp sơn rất đẹp nhé, sơn zin này. Xe trang bị với bộ dây âm sườn chạy trong khung xe. Rất nhiều các bác hỏi em về cái dòng xe địa hình đến từ thương hiệu Pháp, đặc biệt là mẫu Chopic Marine. Thì để phục vụ các bác thì em về thêm mẫu nữa. Một lần này em về một chiếc xe tổng thể rất là đẹp. Cổ phốt ghi đông chính hãng của Chopic nguyên bản theo xe. Xe trang bị với tay búng xả chính hãng của Shimano DOD. Dựa sang những dòng xe chuẩn bị tổng thể xe thì Shimano DOD, dòng xe Tô Linh của địa hình, và như là chuẩn cuối rồi trên Antus Tô Linh Aceda. Và video trước đây cũng có nói qua bác là dòng Chopic Marine nhất được trang bị với tay búng xả chính hãng của Makura, một thương hiệu nổi tiếng nhất, cao cấp, tay búng xả thanh dầu của Makura. Có là chưa biết về thanh dầu Makura thì có thể lên trên mạng tìm hiểu thêm phanh cao cấp nhé. Với tay phải em trang bị với tay bấm xả chính hãng của Shimano DOD, được trang bị với tem lực tầng đĩa, cụm phanh sau được trụ cụm phanh dầu thủy lực chính hãng của Makura, cụm phanh dầu rất là an toàn và hiệu quả các bác. Giảm sóc dầu chính hãng của Chopic. Giảm sóc dầu của Chopic nguyên bản theo xe. May bạc đạn. Lần này em về trang bị với may bạc đạn của RT RC3, vành của RC3 Forest, vành hiệu nhé, bạc đạn RC3 này. Vành nhôm chân lông đen. Bạc đạn. Kích thước lốp là 26 x 1.95. Lốp 26x1.95 được sử dụng với lốp bắc ship. Lốp bắc ship. Lốp còn rất là mới luôn các nhá. Các nhìn bề mặt lốp này. Thực ra thì xe cũng chỉ sử dụng rất là ít, và chủ cũ đi rất là giữ gìn xe. Độ mới của xe cũng còn là tương đối không nhá.
sử dụng lưới đủ trục rỗng của ProView, 3 tầng đĩa, cạc đĩa của Shimano DOD, trang bị với bộ khung nhôm, hợp kim nhôm 6061. Đấy, em rất nói trong lần vừa qua video rất nhiều giới thiệu qua về những hợp kim nhôm, trong đó hợp 6061, hợp kim nhôm siêu nhẹ, alloy. Cậu yên chính hãng của Chopic, kim nguyên bản theo xe, yên của Chopic. Củ đề sau trang bị với củ đề Shimano DOD, được trang bị với 10 tầng lip, lip còn xích còn rất là mới. Đằng sau trang bị với cũng là may ở chính hãng của RT, RC3, vành cũng là vành hiệu của RC3. Trang bị với may ở trước may ở sau là bạc đạn có lỗ nhá. May bạc đạn có lỗ. Đó là chúng ta thấy đúng của khung xe. Cho những khung xe là size 46. Chiều ngang khung là size 54. Vừa phải ép nữa. Thì các bác nhìn thấy 6 thì rất 7 đi vừa. Ta trang bị với 10 tầng lít. Group Shimano DOD. Máy bạc đạn có lỗ lên lít luôn. Chú lít. Bên phải ăn là đối thủ giống ProView, 3 tầng đĩa, gạt đĩa đều lên, túi đĩa, lên đĩa. Một chút xe với tông màu rất là đẹp, với tông màu vàng ghi, rất nổi bật các bác. Vành đỏ, vành của RT3, bạc đạn khối lổ. Và xe trang bị với Group Shimano đều lên. Vâng, vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe Chopic Marine nhé, đến từ thương hiệu Pháp, được trang bị với Group Shimano DOD, vành cặp CR3, may cuối lỗ hoặc đạn cuối lỗ, và xe đã tốt cho em là 7.900.000, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác nào có tâm nguyện qua Zalo 0975 709943, hoặc lên YouTube tìm kênh xe đạp, nhấn đăng ký theo dõi kênh, một hẹn gặp lại ngày mai.